chuyện con cái đến tuổi cập kê mà mãi không chịu yêu đương hay dắt người yêu về ra mắt vẫn luôn là một vấn đề đau đầu của bất kỳ vị phụ huynh nào. Nhưng chẳng phải dân tình vẫn đùa với nhau việc hội bạn thân chính là những người lo lắng cho mình chẳng khác gì bố mẹ hay sao? Thế nên mới đây, cộng đồng mạng đã được fan xôn xao trước câu chuyện độc nhất vô nhị về anh chàng được hội bạn tuyển người yêu hộ. Chẳng là cậu bạn Thắng Nguyễn đã lẻ bóng suốt 5 năm nay rồi mà vốn tính hiền lành, nhát gái nên mãi vẫn không chịu có người yêu. Vì vậy mà hội bạn xóm trọ của đã quyết định góp tiền in banner tuyển bạn gái cho anh chàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 21. Không những thế, trên tấm banner còn ghi rõ đầy đủ ưu và nhược điểm của anh chàng. Ưu điểm, đẹp trai, ngoan ngoãn, hát hay, vui tính, hòa đồng, chuẩn trai xóm trọ nhà lành và nhược điểm, nhát gái, không biết tán gái và mãi không chịu có người yêu. Để việc tuyển người yêu giúp bạn thêm chi tiết và đạt hiệu quả tối đa, hội bạn thân còn in cả ảnh toàn thân, Facebook kèm số điện thoại của Thắng Nguyễn cho tiện liên lạc. Nếu chàng trai tìm được người yêu thông qua chiếc banner này thì đúng là món quà sinh nhật siêu to khổng lồ rồi còn gì. Liên hệ với anh chàng có hội bạn lầy lội này, Thắng Nguyễn cho biết, nhóm bạn của mình đã chơi với nhau được 2 năm. Mình cũng khá bất ngờ vì món quà sinh nhật độc đáo này. Mình cũng không biết có kết quả gì không nhưng phải cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho mình một món quà sinh nhật ý nghĩa như vậy. Thắng Nguyễn nhân vật chính trong màn tuyển người yêu khiến dân mạng chú ý mới đây. Cứ tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc rồi nhưng thực tế thì chưa. Một người trong nhóm bạn của anh chàng đã nhắn gửi cực chân thành và không kém phần đáng yêu. Các bạn nữ còn độc thân đang có ý định kiếm người yêu thì hãy cân nhắc thêm bạn mình vào danh sách với nhé. Mình cảm ơn nhiều. Đúng là lần tuyển người yêu của hội bạn không biết kết quả sẽ ra sao nhưng chắc chắn phải may mắn lắm mới có một nhóm bạn lầy lội, dễ thương thế này.